Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ của ban biên tập chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế trong những bản tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Hé lộ cuộc chiến trong lòng Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, không chỉ Trung Quốc mà còn có cả Mỹ và đồng minh. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiểm chế chiến lược. Cụ thể, vấn đề này như thế nào? Hãy cùng kênh Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngoài Trung Quốc và các nước khác ở Đông Nam Á ra, thì ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với các cường quốc liên quan như Nhật Bản, Mỹ, Nga, Australia, Ấn Độ cũng quá rõ ràng như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Tuy nhiên, mối quan tâm của các nước thuộc vòng ngoài này chủ yếu ở khía cạnh giao thông hàng hải và an ninh hơn là vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Như giới chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố thẳng thắn và rõ ràng, lợi ích địa chiến lược của Mỹ ở Biển Đông bao gồm những gì? Ở đây, trước hết, phải đặt Biển Đông trong tổng thể điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, châu Âu được Mỹ xem là đồng minh then chốt và có đủ độ tin cậy sau khi khối NATO đã trải qua 63 năm phát triển và ngày càng hùng mạnh, ngày càng có sự nhất trí cao giữa hai bờ Đại Tây Dương. Lòng tin của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong NATO dựa trên thử thách thực tiễn và trên niềm tin về hệ giá trị chung mà cả hai bên đều theo đuổi. Nó cũng dựa trên khả năng tự vệ đáng tin cậy của châu Âu trước các mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài. Hơn nữa, sự sụp đổ cùng một đi không trở lại của khối quân sự Warsawa do Liên Xô cầm đầu, sự suy yếu tương đối và cô lập của nước Nga đến nay khiến cho Mỹ không cần phải tập trung sức mạnh ở châu Âu nữa. Đồng thời, cục diện hai cuộc chiến tại Iraq-Afghanistan đang dần đi đến những kết cục mà Mỹ mong đợi. Giảm can thiệp, giảm quân, giảm chi phí và rút lui trong danh dự, giao trách nhiệm an ninh cho đồng minh bản địa. Trong khi đó, sự vươn lên của Trung Quốc và tham vọng siêu cường thế giới của họ cùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc về cả kinh tế và quân sự đối với khu vực châu Á đã và đang thách thức vị trí siêu cường duy nhất của Mỹ. Về mặt đối nội, chính phủ Mỹ đang đứng trước sức ép cắt giảm chi tiêu quân sự và tập trung cho khôi phục kinh tế sau khủng hoảng. Tất cả các nguyên nhân bên ngoài và bên trong nói trên đã khiến cho chính phủ của Tổng thống Obama đi đến quyết định điều chỉnh chiến lược toàn cầu, tập trung sức mạnh mà chủ yếu là hải quân vào trọng điểm châu Á-Thái Bình Dương. Điểm khác biệt căn bản về lợi ích chiến lược của Mỹ ở Biển Đông so với Trung Quốc là ở chỗ Mỹ không có tham vọng lãnh thổ và tài nguyên ở Biển Đông, mà chỉ giới hạn ở quyền tự do và duy trì an ninh hàng hải cho tất cả các tàu quân và tàu chiến của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ nói ngắn gọn là duy trì trật tự quyền lực trên biển do Mỹ thống trị, trước hết là ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chính đặc điểm then chốt này quy định tính chất và mức độ sẵn sàng của quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước khác. Nó dễ dàng tạo ra sự đồng thuận, nhất là các nước nhỏ đang đứng trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Các hạm đội của Mỹ vẫn được xem là hùng mạnh nhất thế giới, nhưng nay đã trở nên quá nhỏ bé, từ gần 600 tàu chiến, nay chỉ còn 285 tàu và tỏ ra đuối sức trong việc bảo đảm an ninh các vùng biển chung và các hải trình quan trọng trên các đại dương. Biển Đông không những tự thân là một vùng biển mà các nước có lợi ích chiến lược giao nhau, mà xét về vị trí chiến lược hải quân thì nó là hành lang kết nối giữa hai đại dương, cho phép các lực lượng Mỹ di chuyển nhanh chóng giữa hai đại dương này. Nó cũng là điểm kết nối quan trọng trong tam giác của Biển Đông, Australia cũng như đối với chủ đạo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương, bao vây Trung Quốc và Nga, kéo dài từ Đông Bắc Á đến Australia. Không những thế, xung quanh lòng chảo Biển Đông còn có một vị trí cảng biển mang tầm chiến lược để các tàu hải quân khổng lồ của Mỹ có thể đồn trú, bảo dưỡng và thực hiện các chiến thuật công thủ hết sức lợi hại, chẳng hạn như vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa khi mà nước Mỹ đang đối mặt với những khó khăn về tài chính do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm gần 500 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Trong khi chi phí cho công việc duy trì và bảo dưỡng, chi phí đóng tàu tăng cao,
Mỹ càng không thể tính đến việc xây dựng căn cứ hải quân mới ở khu vực mà chủ yếu phải dựa vào cơ sở hạ tầng của các đồng minh. Vì thế, Mỹ buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác bản địa. Đó là cái lý do để Biển Đông trở thành mục tiêu điểm hợp pháp an ninh Việt quốc tế của Mỹ, trước hết là các đồng minh ở Biển Đông. Ngay từ năm 2007, Mỹ đã đưa ra chiến lược hợp tác sức mạnh biển thế kỷ 21, gọi tắt là CS21, giao sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải toàn cầu với tư cách nhiệm vụ cốt lõi cho hải quân, lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Trong chiến lược đó, khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với vùng vịnh ở Trung Đông là các sân khấu chính của sức mạnh biển của Mỹ, bao gồm cả các chức năng cảnh sát và quân sự. Điều đặc biệt là Mỹ cam kết sẽ cùng với các quốc gia có chung chí hướng bảo vệ và duy trì hệ thống kết nối toàn cầu mà nhờ nó chúng ta thịnh vượng. Sự gặp gỡ về lợi ích chiến lược đã đẩy Mỹ và các nước ở Biển Đông đến gần nhau, vượt qua mọi trở ngại to lớn mà trong hoàn cảnh bình thường khó có thể làm được. Như mọi người vẫn nhớ, sau khi kết thúc cuộc chiến tại Việt Nam, các đồng minh của Mỹ đã đề nghị Mỹ rút hết các căn cứ quân sự, hải quân và không quân khỏi lãnh thổ của họ như Philippines, thu hồi căn cứ Sobit, Thái Lan thu hồi căn cứ không quân Utapao. Thế mà đến năm 2022 này, cả hai nước trên đều đã cam kết, thậm chí thúc giục Mỹ trở lại. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã được Việt Nam mời đến thăm vịnh Cam Ranh đầu tháng 6 năm 2012, nơi đã từng là tổ hợp căn cứ quân sự khổng lồ mang tính chiến lược trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam và là nơi mà Việt Nam thường tuyên bố không cho nước ngoài nào được thuê làm căn cứ quân sự. Tại đây, ông đã tuyên bố về tầm quan trọng chiến lược của vịnh này đối với chiến lược chuyển dịch tại bộ phận hải quân về Thái Bình Dương của Mỹ. Trong khi đó, chưa một lần nào tàu chiến Trung Quốc và một số nước khác được phép ghé lại cảng này. Thậm chí, đối với Cam Ranh, sự việc chỉ một vài người Trung Quốc trên danh nghĩa hành nghề nuôi cá bè ở cửa vịnh đã trở thành một con số phản ứng của công luận Việt Nam hồi tháng 6 năm 2012. Đồng thời, các cuộc tập trận hải quân ở các quy mô khác nhau giữa Mỹ và các nước đồng minh ở Đông Nam Á diễn ra dồn dập, nhất là từ năm 2010 trở lại đây. Kể cả với Việt Nam, dù với danh nghĩa này hay khác, chỉ có thể hiểu đúng cách hành xử trên khi người ta dựa trên nhận thức và sự thống nhất các lợi ích chiến lược giữa Mỹ và các nước ở Biển Đông, trong tình huống xuất hiện mối đe dọa ngày càng lớn vượt trên khả năng tự vệ của các nước ở khu vực này. Thưa quý vị, lợi ích của các cường quốc trên thế giới tại Biển Đông rất đa dạng, nhiều cấp độ, có sự khác biệt nhất định giữa họ với nhau và vì thế các chính sách của từng nước cũng khác nhau. Nhưng giữa các cường quốc vẫn có những lợi ích chung, tạo nên tiếng nói chung trong kiến tạo hòa bình ở Biển Đông. Trong đó, Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tham vọng chiếm lãnh thổ và tạo ra các xung đột đầy kịch tính ở khu vực. Xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là không thể đảo ngược, cho dù nội bộ khối ASEAN hàm chứa không ít bất đồng giữa các nhóm nước có lợi ích khác nhau. Và sự can thiệp đầy thâm hiểm của Trung Quốc trong năm Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rõ ràng sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11 năm 2012. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia trước hết là của các chiến lược gia đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, tập trung dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ các mâu thuẫn lợi ích địa chính trị mà còn là xung đột về hệ giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới, xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cực quyền. Vì thế, việc giải quyết các xung đột về chủ quyền và an ninh trên Biển Đông đòi hỏi nỗ lực lớn và kiên trì, chính sách kiên định và khôn ngoan của tất cả các bên. Trong đó, việc lựa chọn chiến lược và chính sách của Việt Nam trong quan hệ quốc tế cần phải kết hợp và trên hết dựa vào tăng cường nỗ lực của dân tộc là yếu tố quyết định. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!